À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A-di-đạo với Phật. À, chắc chắn à, quý vị mỗi ngày tu à, à, niệm Phật, lễ Phật này à, được an lạc. Nên cái thời khóa tu của mình, à, mỗi thời những đức tu chung, những đức thấy... À, số lượng người càng ngày càng đông lên và những à, người mà hiện lên những đức thấy à, hình như điều ra ngày nào cũng vô tu tập à, đây là cái mà đưa ra phương pháp tu chúng ta được lợi ích quý vị được an lạc như bản thân những đức khi à, lễ phật một thờ rất là nhẹ nhàng và mình à, tu tập niệm Phật mà giết cái tâm của mình nó nhẹ nó thoải mái. Nó không phải phân vân cái việc mà không biết một câu Phật hiệu này có đủ chưa. À, thì chắc chắn là vì tu sẽ có kết quả. Còn nếu như mỗi ngày niệm Phật mà lo âu không biết niệm Phật gì đủ chưa, không biết còn thêm cái gì nữa không thì nó phân vân cái chuyện tu tập thì mỗi ngày ti niệm phật nhưng mà nó phá vỡ cái cái bổ nguyện không có tính tâm kiên cố vì nhớ là những người mà tu tịnh độ mà bỏ cuộc hoặc là bỏ thời gian nhiều năm mà vẫn không có phương hướng là ngay chỗ là đi tìm kiếm dù là đã gặp tình độ họ không nhắm được mục tiêu gây dựng tính nguyện nên tại sao mà liêu thắt có chữ tổ sư chỉ một pho tượng di đà còn đại sư Thiền đạo thì người nói là chiên niệm một Phật. Chiên phát một nguyện và quyết chí chỉ có một cảnh giới mà về, đó là thế giới cực lạc. Nếu bạn chiên được như vậy thì chắc chắn rằng tâm phải sẽ an. Để bạn không còn lo nghĩ nữa. Giống như câu nói rằng là niệm Phật là việc của mình, mình phải niệm. Còn tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật, Phật sẽ tiếp dẫn chỉ cần mình bỏ hết lòng tin vào Phật thôi Thì mình sẽ rất là thoải mái và tu tập rất là an lạc Bởi vì để ý, nhớ kỹ nha Cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này sẽ giúp cho sức khỏe vì rất là tốt Chắc chắn vậy luôn Những đức đấy chỉ có một tháng mấy những đức niệm Phật lễ Phật dụng công Và không có công việc gì hết Đúng là những đức nói rằng là Người mà không có công việc gì nhiều hết trơn mà được tu tập những đức nói đây là đại phước báo. Chắc chắn 100% quý vị. Đây là cái như đức nếm được nè. Vì như đức là người làm việc cực kỳ nhiều công việc luôn. Và đến một ngày như đức không còn một công việc gì nữa cả, chỉ có tu tập thôi. Chỉ có tu tập thôi quý vị. Mà tu tập được. Mỗi ngày càng tu càng thèm. Và khi chiên niệm Phật lễ Phật tu tập được nha quý vị Thì bị nhớ nha Sức khỏe rất là tốt Sức khỏe rất là tốt Lúc trước những đức cũng 75 ký Nhưng mà cái thời điểm mà những đức mà Mà khi không có dụng công tu tập niệm Phật lễ Phật đó Thì bị biết những đức đi Chân những đức rất là mỏi Đi chân rất là mỏi Mỗi lần mà qua đạo tràng ba mà nếu mà đi thang không đó nghe. Đi bộ á là đi lên tới trên lầu 4 là tự nhiên tim đập phịch 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 phịch, phịch mệt nhưng mà bây giờ những đức đi bộ vì những đức không thấy mệt đi lên lầu 4 rồi không thấy mệt thì những đức thấy rằng rõ ràng là cái môn lễ vật này nghe quý vị giúp cho cái đôi chân quý rất khỏe à, rất khỏe luôn vậy vì biết không những đức lúc trước cũng 75 kg mà cái bụng như đức rất là bự cái bụng nó bự lắm mà nó cứ nhắc là quý vị nhưng mà lễ phật một tháng mấy nay nghe tự nhiên bụng nó rất nhỏ lên luôn nó nhỏ lên rất nhiều và quý vị biết rằng là nó mềm để luôn làm như nó tan mỡ bụng luôn quý vị thì nhìn đức thấy cái môn lễ phật này cực kỳ hay luôn đây là một trăm mình áp dụng nè mình áp dụng mình thấy nè bởi vì biết rằng khi niệm phật lễ phật mà quen nghe sẽ không bao giờ ngán nhất là cái thời khóa tu mà nhà Đức đưa lên cho vị tu sẽ không bao giờ ngán bởi vì tại sao các cụ lớn tuổi mà những Đức đã từng coi qua và lo cho các cụ vì sao các cụ khỏe hiểu không vì sao các cụ khỏe mình hiểu không ừ. rất nhiều người gặp những Đức đặt câu hỏi là vì sao nhiều người già như vậy mà thầy lo mà các cụ khỏe như vậy thấy các cụ khỏe rõ ràng thì ra quý vị ơi các cụ tu bốn thờ Niệm Phật lệ Phật Các cụ rất khỏe Nên những đức nói rằng là Những người mà ở nhà người lớn tuổi rồi nghe Mà con cái nghe Mua cho các cụ một cái tivi Để cụ mắc mờ quá Nên cái điện thoại nhỏ quá Khi cụ tu cụ cũng thấy Thí dụ đi Một cái tivi đầu tư cho cha mẹ của mình nghe Nếu mà các cụ già đó mà chịu tu đầu tư cho mấy bà Cái tivi Rồi bấm một cái hình để như đứa ở trên Còn dưới có hai ba hàng người ta tu Và tu chung Quý vị biết rằng đây là cái việc quý vị mờ đón cha mẹ vì về thế giới cực lạc. Hay lắm. Mà cha mẹ sẽ rất khỏe mà rất dễ tính luôn. Một trăm phần trăm quý vị bị niệm Phật lễ Phật quý vị rồi bị rất dễ tính. Lạ như vậy. À, tại vì sao? Hình như quý vị không có nặng nề việc này việc kia. Đây là những đức thấy rõ ràng luôn. Đây là một trăm phần trăm luôn. Những đức nói đây là thật lòng là bản thân mình một tháng mấy nay mình tu tập là thấy rõ ràng mình rất là dễ tính có khi những đức đó thật sự quý vị những đức ở một cái chỗ có những người ta đến ta thăm những đức thí dụ đi bởi vì biết rằng là họ nói chuyện dữ lắm họ nói chuyện tá lạ bình những đức ở trong đó những đức thí nghiệm thử thì đến nay như hồi đó mình sẽ thấy bực bội lắm đó quý vị giờ mình không có bực bội mình không có cảm giác bực bội gì chứ nó thật luôn à, mình cảm giác cái chuyện nói chuyện của họ mình không cảm giác nó dính dáng gì chỗ nào không ai nói chuyện thì mình nói chuyện còn chỗ nào không ai nói chuyện thì mình nói chuyện chỗ nào người ta nói chuyện thì khỏi nói vậy thôi nói lên chi nó đụng mất cốc đó là rõ ràng một trăm niệm phật lễ phật sẽ dễ tin và con người sẽ không cảm thấy bực bội luôn à, nên cái phương pháp niệm phật lễ phật rất là hay nếu mà ai mà chân thật áp dụng hay lắm đó. nên chúng ta chỉ cần phát được cái tâm niệm cái ý niệm mỗi ngày là danh hiệu Phật. Và quý vị phát một ý niệm bất cứ lúc nào thỏa mãn đến với con. Chỉ có một chỗ con cầu đó là cầu sanh cực lạc. Thì phát từ bây giờ cho đến khi cận tới nghiệp. Phát từ bây giờ cho đến khi cận tới nghiệp. Như đứa nói 100% quý vị. Dù không có ai hộ niệm cho quý vị, quý vị cũng thành công. Con đường giáng sanh. Chắc hơn. Tại vì cái hạt giống này của quý vị đã trồng và quý vị tưới tầm chắc hơn chắc hơn là chờ giờ, giờ đi hái trái của người khác ăn quý vị coi có những lúc chúng ta lỡ chúng ta xin cái trái của một cái cây nào của người ta thì bữa người ta vui người ta cho mình ăn còn bữa người ta không vui nó đâu cho mình ăn đâu nhưng nếu mà cái cây mà mình trồng mình chăm bón trái này mình có quyền bẻ ăn bất cứ lúc nào đó là cái rõ ràng trong người không bằng trong mình Mỗi ngày bản thân của mình hãy cố gắng dụng công tu đi. Đây là cái cực kỳ quan trọng và cái tâm có cực lạc mỗi ngày quý vị sẽ có dù là quý vị chưa sanh cực lạc đó. Quý vị, vị chắc chắn vị sẽ có đó tại vì khi những đức mà dụng công tu một tháng mấy nay nè không nghe không thấy không biết những cái việc này gì kia những đức không có dính vô gì chứ, đúng là tuyệt vời. Thật sự rất tuyệt vời luôn. Nếu như mà cái tâm niệm này nghe quý vị cuộc sống xã hội nghe nếu mà ai mà có tâm niệm này nghe quý vị quý vị sẽ không cần làm nhiều quý vị cũng thành đạt vì con người quý vị năng lượng cực kỳ trang trề luôn người ta sẽ đi tìm gặp quý vị vì sao quý vị có rất nhiều năng lượng năng lượng quý vị rất là nhiều vì sao vì cái tâm quý vị là nó quá giải cái tâm quán thù quá giải cái tâm quán hận nó không có cấu kết cái sự quán thù và quán hận đến lại mà nó quá dễ quý vị Và nó cho mình một cái sự bình an gì của nội tâm á Mà sự bình an là sanh phước bao Nhân duyên Mà duyên phước nó đã phát triển rồi Thì quý vị làm cái gì thành công cái này à. Nên có vật hiệu này là, là, là đầy đủ viên mãn nè Nhưng mà là do con người đi chạy đi tìm Và con người đi lập ra nhiều thứ nhiều môn nè nên những đức nói cái việc mà dễ dàng sanh của quý vị là nó thật sự là quý vị không cần lập ra nhiều thứ quá bởi vì gói gọn là một câu vật hiệu đi gọi bị sẽ thành công thành công cái hiện đời này quý vị chưa giảng sanh quý vị đã an lạc tâm rồi nè à cuối đời quý vị là chắc chắn giảng sanh đó cái giảng sanh là bản thân mình nè nếu như quý vị gây dựng tính nguyện niệm phật cầu sanh cực lạc những đức nói khi những đức gặp sự cố những đức mới thấy thì ra là cho mình thấy được cái dụng công tu sẽ lợi ích như cỡ nào nên những đức nói rằng những anh em ở trong chùa sau này làm thế gì của những đức bị đó nghe. Nếu như tiếp tục đi con đường của những đức mà không dụng công tu, sự rớt của mấy anh em còn cực kỳ thê thảm hơn những đức. Vì sao biết không? Vì cái tâm của những đức đến với đại chúng là cực kỳ lớn và có một nhân viên lớn cực kỳ chúng sanh luôn. Nên nó từ nơi đó khi những đức rớt Nó còn cái phước duyên nó che chở lại những đức một chút Để như đức tiếp tục tu tập Còn nếu như tớ Mấy anh em quản chúng Mà nếu mà không lo dụng công tu thấy không? Tưởng đâu rằng là mình làm cái này Làm cái kia là mình sẽ Sẽ lo được cho chùa nghe Chưa chắc đâu Đến một ngày nào nghe Nó dứt một phát một thôi Mà cái cái nền của mình chưa chắc Té rất là thê thảm nếu như mấy anh em mà nằm vào công đoạn của những đức Những đức nói Trong mấy anh em không biết mấy người đứng lên được Không biết mấy người đứng lên được Nên tốt nhất là Hãy dụng công tu sáng tối đi Nếu như quảng đạo tràng niệm Phật Mà không dụng công tu sáng tối Sớm muộn gì cũng được Những đức còn được thời gian 10 năm đó 10 năm lập thành hình thành ba đạo tràng lớn nhất không giỡn đâu nên cái tâm những đức vị nên nó hình thành cho những đức bây giờ được dụng công tu nè để hình thành tịnh độ nè còn nếu như bây giờ đã hình thành rồi nghe mà tới đời mấy anh em mà tiếp tục giống những đức mà không dụng công tu đó rồi mấy anh em sẽ thấy rút ngắn thời gian thất bại lại cực kỳ sớm luôn và và nếu như không mở ra tâm lượng được là sẽ làm loạn chút làm loạn chúng vì cái tâm mình tu không an lạc nên mình loạn chúng mình sẽ đưa ra nhiều phương pháp mình gặp đâu cũng bám nhất là cái người mà đứng lãnh đạo một tổ chức đạo tràng tu tập nếu như không có định hướng rõ ràng mà để cho bên ngoài người ta vào thao túng là đạo tràng đã tiêu điều liền bức đạo tràng liền không nói chứ không phải đơn giản đâu à nên từ nó đó là banh chành chứ nó nhớ kỹ nghe đời như đức đã từ cái không có gì mà như đức tạo lên hình thành đạo tràng có sẵn hết nhưng tới đời họ mà phá banh là vì chịu trách nhiệm Chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. <laughs> Nên là cái duyên những đức bây giờ là tiếp tục bước ra là hướng dẫn Phật tử tu tập rất là đông niệm Phật mỗi ngày. Nhớ kỹ phải có định hướng của chính mình muốn học ai nhưng bản thân mình phải có định hướng và bản thân phải như vậy. Ngày xưa những đức cũng học vào thượng Tịnh Không nhưng những đức không thể nào đem nguyên văn vào thượng Tịnh Không bỏ vào đậu chàng được. Vì nếu như cái một vuông xa thì rất khó quản lý được cái cái tổ chức nên mình học tư tưởng là lấy cái tư tưởng áp vào chính mình và mình phải phát ra thì mình mới lãnh đạo được đạo tràng và tồn tại vì khi mình ở trực tiếp ở nơi đó thì mình mới biết được cái con người ở nơi đó nó càng cái gì cái gì cái gì còn đem người bên ngoài vô để quản lý giùm cho mình hoặc nói cho người người ở trong nơi mình nghe thì người ta sẽ nói theo cái cách của người ta không quản lý đạo tràng theo quy tắc của người ta thôi thì lúc đó đạo tràng mình rối lên một cái là không quản lý được nữa mà khi con người nó đã rối rồi một cái là phước báo nhân viên nó sạch không ai đến cúng dường hết lúc đó rồi là chúng ta tan vỡ liền không nói dòng do chứ nên tại sao một mình những đức mà quản lý ba đạo tràng nó thời điểm những đức nó thịnh vô cùng là vì sao vì nó quy nhất một hướng năm xưa những đức ở ngôi chùa đầu tiên phải nói là người ở trong chính ở trong chùa vẫn là có tâm tốt muốn đem pháp vào thượng tịnh không cho những người trong chùa nghe nhưng lạ thay con người mình rất lạ khi họ nghe họ sẽ không hiểu khi họ nghe họ sẽ không hiểu lạ lắm họ không hiểu họ lấy, lấy cái nghe của họ cái mà người ta không làm không quản lý đạo tràng người ta buông xả họ đối lập ngược lại với cái người lo cho họ trong chùa nên những đức đã nhìn ra được chỗ này nên những đức lấy tư tưởng để đưa ra nên một người coi thôi nên nó mới thành công nhưng mà phải thật sự có tấm lòng thiệt lớn Thật sự có tấm lòng thiệt là lớn Nên những người lãnh đạo một đạo tràng Nếu tâm lượng nhỏ nhen Hoặc là cái tâm không trung thành Bi vị sẽ rớt Cực kỳ thê thảm vì sao Thê thảm lắm Như cuộc đời những đức quý vị biết rằng là Cho nổi ở đâu những đức cũng sẽ thành công Vì cái tâm những đức là có cái chữ chung Chung người, chung Phật Dù những đức có người phàm phu ai cũng có cái sai nhưng quý vị phải nhớ những đức chung với người và chung với phật chung với người và chung với phật nếu mình là một người làm cha làm thầy mà đệ tử bên cạnh mình là những con người mà dễ thay lòng đỏ dạ thì quý vị biết những con người này là những con người tác hại vì sao cực kỳ lớn khi qua đời của mình đời của họ sẽ phá sạch hết sự nghiệp của mình vì họ không phải là người trung thành không phải là người trung thành là người cực kỳ nguy hiểm. Những Đức từng nói cái câu rằng người sai chưa đáng sợ. Đáng sợ nhất là người thiếu sự trung thành. Thiếu sự trung thành là cực kỳ đáng sợ. Khi một con người trung thành mà sai họ sẽ tiếp tục gây dựng lại vì họ có chữ chung nên người ta tin họ. Mà chữ chung là gì? Là uy tín. Uy tín. Thật sự mà nói chữ uy tín mình được người ta tín nhiệm như những đức nè những đức đã dấp ngã nhưng mà người ta tín nhiệm những đức nên những đức đứng lên lại là thấy chưa nên những đức nó lúc trước những đức thường ngồi chung với các anh em những đức nói chữ chung rất quan trọng người ta đến với mình bằng cả tấm lòng người ta đào tạo mình người ta lo cho mình mà mình trở mặt với người ta là mất chữ chung mà mất chữ chung là sẽ mất tất cả dù là trước mắt đang làm được nhưng chữ chung đã mất rồi khi cuộc đời sự cố mà đến với mình một phát là mình cứ như mình nằm vẹp luôn nên người làm cha làm thầy Nếu như người đệ tử của mình mà mắc chữ chung Hoặc đào tạo những con người mà thiếu chữ chung Dù đương thờ họ đang theo mình Nhưng đây là sự nghiệp đang tan nát vì sao Không bao giờ tồn tại Nên những đức nói rằng chữ chung với người Chung với Phật và tin nhân quả Là việc cực kỳ quan trọng Đối với người tu của chúng ta Tin nhân quả là cái rất quan trọng Vì sao? Vì tin nhân quả là giữa con người Đến với con người là thuận và nghịch thuận và nghịch giữa con người với con người có những lúc thuận nhưng có những lúc nghịch đó là phải tin nhân quả cái tin nhân quả này rất là quan trọng nhưng con người phải gây dựng cho mình một cái lối sống của một con người đàn ông phải có một cái tư tưởng của một đàn ông có nghĩa là thật sự mà nói không thể nào vì bất cứ một cái gì mà chúng ta có thể đá đổ đi một cái tố chất một người đàn ông phải có một cái thật sự phải có một cái máu quân tử quý vị mà cái cái máu quân tử là cái cái chữ chung cái chữ chung là cái rất quan trọng nếu đá đổ chữ chung là cũng không có tính nguyện niệm phật luôn tại vì tính nguyện niệm phật là chung đó quý vị quý vị thấy như ngày xưa những đức ngoài đời như đứa đi làm mười mấy năm thì là mười mấy năm một chỗ khi những đức đi tu là nắm chắc câu vật hiệu là một câu vật hiệu niệm tới cùng nên những đức nói rằng những đức hướng dẫn quý vị là câu vật hiệu này vị phải nắm cho chắc hạt giống này vị phải tưới tẩm mỗi ngày Quý vị cái, cái chuyện giảng sanh sẽ chắc chắn hơn Đừng bao giờ trông chờ Cái cuối đời người ta hộ niệm cho mình Những Đức nói lúc còn sống mình nghe đây Mà mình còn ngủ gà ngủ gặt nè Đừng nói chỉ là cặn tử nghiệp gần chết Mà khai thị Nên những Đức nói cho quý vị nghe Tại sao Đại Lão Hòa à, Thượng Tịnh không Năm xưa khi mà Ngài giảng những công đoạn mà Khai thị lúc lâm chung Người ta hỏi Ngài khi cặn tử nghiệp gần chết Khai thị như thế nào Ngài đều phất lợi vì nghe thử lại đi Phải không hai điều phất lời ngày nói niệm phật là quan trọng nhất, khuyến niệm phật là quan trọng nhất. Khai thị cái gì niệm phật, niệm phật đi. Tại vì sao lúc đó họ không còn nhiều cái để suy nghĩ nữa, nên chỉ khuyên họ nên niệm phật đi. Tại vì một niệm đến 10 niệm là phật ấy đã rước, nên khuyên họ niệm phật đi. Họ nói rằng cảnh giới này, cảnh giới này mình nói niệm phật đi. Đừng nên quan tâm đến. Và tôi đừng không điều nói câu là đừng quan tâm đến. Nên bạn đừng nói nhiều với họ trong lúc đó. Lâu lâu chúng ta sốt thôi này. Mà ai nói nhiều bên cạnh mình Mình cảm thấy nhức đầu rồi nè quý vị Đây là 100% lâu lâu bị sốt cảm thử đi Phải không Là quý vị chưa phải là thăng tứ đại rã rờ đó nghe Mà ai bên cạnh quý vị mà nói nhiều hoặc Nói lớn tiếng thôi Cảm thấy nhức đầu đó. Không chi là thi thăng tứ đại rã rờ Có người từ mắt, mũi, miệng, nhĩ căng. Đã hoàn toàn chúng ta đã yếu hết Yếu đến mức mà nó sắp sửa đứt luôn rồi Nhưng mà bây giờ bên cạnh nói thiệt nhiều Thì bị nói cho một cái xác không hồn nghe không bằng vì nhắm mục tiêu để khơi dậy cho họ Niệm Phật đi Yên tâm cứ niệm Phật Phật sẽ rước mình Niệm Phật sẽ được an tâm Đừng lo sợ Hãy nướng vào Phật Niệm Phật đi Họ nói thấy cảnh giới này cảnh giới kia cảnh giới nọ Niệm Phật Niệm Phật với em nghe Niệm Phật với anh nghe Niệm Phật với tôi nghe Đừng lo Có chúng tôi ở đây giúp niệm Phật đi nghe Rồi niệm Phật Đó Cái này là cái cực kỳ quan trọng Vì nghe thử công đoạn và tượng tịnh không Khai thị hộ niệm lúc lâm chung đi Thử nghe đi, phải không? Những đứa đó từng nghe qua hết. Biết rõ ràng. Tại sao một vị như vậy mà các ngài đưa lên tư tưởng như vậy là gì các ngài biết khi càng tư nghiệp? Và chính những đức đó hộ niệm cũng nhiều ca, những đức nhìn. Có nhiều người nói rằng những đức khi hộ niệm những đức không quan tâm nhiều gì mấy. Xin thưa quý vị, những đức quan tâm là quan tâm cái lúc hạt giống này đang trồng nè. Gây dựng cho hạt giống này nè. Đến lúc cuối cùng quý vị, vị là quý vị, vị phải quyết định. Cái sự hỗ trợ là đó à? ban hộ niệm niệm hỗ trợ thôi. Còn quý vị là người quyết định cho cái chuyện đi của quý vị. Nhớ kỹ nghe. Những đức nói với quý vị nghe, hàng ngày chúng ta nấu cơm cho nhau ăn, nhưng khi ăn là quý vị phải tự ăn chứ không ai ăn giùm cho quý vị mà no đâu. Hàng ngày nấu cơm cho ăn nè, hiểu câu này chưa? Nấu cơm cho ăn là nhắc nhở đó, chia đồ ăn cho ăn là nhắc nhở đó. Nhưng khi ăn quý vị là người ăn, không ai ăn giùm cho quý vị cả căn tử nghiệp là quý vị là người quyết định Khi lúc đương thờ quý vị gây dựng hạt giống gì chứ không phải là cái căn tử nghiệp mà lôi ra hộ niệm là thành công chắc ăn đâu không lẽ ăn dùm cho quý vị không có chuyện đó đâu chỉ khơ dậy thôi mà niệm phật hàng ngày là khơ dậy rồi đó đó nên tại sao đạo tràng những đức quản lý ba bốn đạo tràng chưa bao giờ bị hương linh ma gì nhặt tào lao tào lao ấy. người đều bình thường hết là vì sao vì một câu vật hiệu này những đức cho người ta sống nhân sinh hàng ngày bồi dưỡng cho người ta vì phật đó nó rõ ràng phật bồ tát độ sanh vô lượng kiếp chúng sanh muốn độ một đời ai mà muốn một đời này độ chúng sanh thành phật một đời này quý vị hoàn toàn bị quên đi chính quý vị quý vị một ngày nào dấp ngã vì sẽ thấy ra rõ ràng luôn vì quên đi chính mình không lo dụng công tu bản thân những đức cũng lo làm việc không dụng công tu nè ngã ngửa một phát nè nhưng còn may mắn là những đức còn thích niệm phật nên quay lại niệm phật những Đức nói vị không tin một ngày nào vị sẽ thấy. Lúc đó quý vị không biết đi về đâu. Và cuối cùng quý vị sẽ không bao giờ tu được. Những Đức còn tu được là do phước duyên những Đức ở trong ngôi tam bảo tạo duyên phước quá lớn. Cái duyên phước những Đức lớn nhất đó là gì? Làm tượng Phật tặng cho từng nhà. Suy nghĩ cho từng nhà có phương pháp tu. Đó là phước lớn nhất của những Đức. Và bây giờ tiếp tục về sau nè. Những Đức sẽ tính cái chuyện Tuy bây giờ những đức không có làm tượng Phật tặng quý vị Nhưng sao những đức sẽ chỉ cho nhiều người Cái nơi mà quý vị căng thờ Phật để thỉnh tượng Phật Và quý vị sẽ đặt thẳng ngay người ta Người ta sẽ gửi cho quý vị Từ quý vị sẽ đưa tiền cho người ta Nhà phải có một bộ tượng Phật và có từ khóa tu Đó là cái lâu dài về sau Quý vị nhà phải có bộ tượng Phật Để đời mình tu, đời con cháu mình tiếp tục mà tu tập nữa Và có phương pháp tu đây là cái rất là quan trọng như quý vị. Chúc quý vị an lạc. A-di-đào Phật. A-di-đào Phật. A-di-đào Phật. À, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A-di-đào Phật. A-di-đào Phật.